Theo báo giao thông, chinh.vn đưa tin ngày 21 tháng 2, Công an quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Hiền, 27 tuổi, người địa phương vì tội môi giới mại dâm. Một người khác liên quan đến vụ việc cũng bị khởi tố về hành vi này là Nguyễn Thị Mỹ Trung, 38 tuổi, quê Quảng Nam. Tuy nhiên vì đang mang bầu nên Trung được cho tại ngoại. Tú bà Nguyễn Thị Hiền tại cơ quan điều tra, ảnh, công an cung cấp cụ thể vào tối ngày 17 tháng 2, công an quận Cẩm Lệ đã đột kích hai động mại dâm trá hình tiệm cắt tóc ở khu vực Chóc Võng, cầu vượt Hòa Cầm do Trung và Hiền làm chủ. Tại đây cơ quan chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Thị Mỹ Trung và một nhân viên đang tiến hành bán dâm cho khách. Hai nữ nhân viên khác ở cùng địa điểm với Nguyễn Thị Hiền, trước đó cũng đã phục vụ 3 khách, thu về 450.000 đồng trên người. Cơ quan chức năng cũng cho biết thêm, thời điểm bắt quả tang mặc dù đang mang bầu, nhưng Nguyễn Thị Mỹ Trung vẫn tổ chức 2 lần bán dâm thu về 299.000 đồng, do có một khách trả thiếu 1.000 đồng. Một nhân viên khác của quán này cũng bán dâm một lần thu 150.000 đồng. Khai nhận tại cơ quan điều tra, Hiền cho biết đã đến khu vực Chóc Võng thuê hai ngôi nhà để mở hai tiệm hớt tóc từ tháng 9 năm 2019. Sau đó, Tú bà 27 tuổi đã rủ thêm Nguyễn Thị Mỹ Trung cùng tổ chức bán dâm. Do động mại dâm ở gần nhà, nên Hiền đã giao cho Trung đứng tên giấy phép kinh doanh dịch vụ hớt tóc. Tú bà, 38 tuổi đứng ra quản lý nhân viên và thu tiền bán dâm với giá 150.000 đồng trên lần. Sau mỗi lần phục vụ, nhân viên được hưởng 100.000 đồng. Let's Love Us, Why?